bạn nam mong muốn bạn nam là cao 1m7 hơn luôn. Ừ, nhìn hoài không chán luôn. Dạ biết quan tâm yêu thương em. Cái này chưa biết hả? Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ thì cũng quan tâm, nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông là ông nó quan tâm lúc đầu thì nó quan tâm. Đúng lắm rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á là coi như vô tâm. Ai chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, các vị khán giả. Thì em tên Đinh Văn Hoàn ạ. Em 34 tuổi, em quê Thái Nguyên. Đang làm dược sĩ tại công ty cổ phần dược phẩm 3 tháng 2. Rồi, mời nhà gái, nhà gái. Em xin chào chương trình. Em tên là Nguyễn Phạm Thanh Lan. Em năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng ở làm công ty ở Long Thành, ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Nhưng mà em đang làm dược sĩ ở đâu? Em đang làm ở Cát Lái ạ. Vậy thì bạn Lan cũng rất là gần luôn á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nói về ưu điểm, khuyết điểm đi nè. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, với lại dễ mau nước mắt. Và điểm mạnh thì... Quên rồi. Mạnh nhiều quá quên rồi. Điểm mạnh là mau nước mắt luôn đó em. Bởi vì khi mà mau nước mắt á là đàn ông họ gọi là cũng yếu mềm lắm. Rồi mời nhà trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không uống bia, không hút thuốc ạ. Còn điểm yếu thì cũng do nó cũng hơi lành tính quá. Lành tính? Dạ, với có những một số gọi là mình không được dứt khoát kiểu đấy ạ. Nên tính nó hơi bị lưỡng lự một chút. Nhưng mà dược sĩ tức là người bào chế thuốc. Dạ vâng ạ. Rồi đường tình duyên của em sao, Hoàng? Dạ thì đường tình của em thì em có 3 mối tình nhưng mà nó cũng thường hay cũng kết thúc nhanh chóng ạ. Dạ thì cái mối tình gần đây nhất thì do cái đợt dịch vừa rồi ấy anh, thì do cũng em thì làm ba tại chỗ còn thì cũng không có điều kiện để như kiểu mình quan tâm hả? Dạ vâng ạ. Nói chung cái con corona này nó chia rẽ cái tình đúng yêu rồi. Của đôi lứa nhiều lắm đúng không? Đúng rồi. Bên nhà gái sao nè? Bên nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi em? Mối tình thì em những năm học cấp 3 thì em từng có. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách đây là 1 năm. Anh quen cũng được 2 năm ạ. Ồ, rồi sao chia tay? Dạ, cũng không hợp tính cách. Với lại cũng nhiều vấn đề liên quan cho nên là cũng không hợp. Không hợp nhiều vấn đề. Cũng do là không có hợp nhau à. Một vài cái vấn đề. Còn bên đây là 3 mối tình này chắc cũng nhiều vấn đề lắm mới chia tay rồi. Chào chị. Chào em. Bây giờ nè, mình trải qua 3 mối tình rồi. Vậy thì bây giờ mình chuẩn bị mình có thêm một cái mối tình mới nữa. Thì cái tiêu chí để mình có bạn gái là gì nè? Em muốn bạn gái là như kiểu cũng dễ thương ạ. Với cũng hay cười. Bên đây hay cười mà hay khóc nữa em? À dạ. Hồi nãy nói vậy đó. À, vừa khóc vừa cười đó. Tính tình như thế nào? Tính tình thì em như em sợ con gái hơi dữ ạ. Cô kia cũng khóc không à, cũng khóc không ướt à, không có làm không? Ừ. Rồi ông làm gì ông nhìn phấy vô tôi? Tại tôi thấy mắt bà mối cũng hơi hung dữ đó. Tôi dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi là người tôi là hung dữ lắm, đó, tôi nổi tiếng là hung dữ rồi. Đôi khi quá mạnh mẽ trở thành hung dữ luôn á, la tôi hoài luôn á. À dạ. Ừ. Thôi, nói chung là những cái tiêu chí của em đưa ra thì chị thấy nhà gái bên chị là có thể là đạt được hết luôn á. Tại vì bên đây được rất không? Là hiền lành. Bây giờ em mong muốn mẫu hình á, cao không? Tầm độ hơn mấy năm năm ạ. Hơn mấy năm năm, có mẫu hình nào giống ai không? Em thích Jenny của... Jenny. Jenny là ai? Đẹp lắm, cổ đẹp lắm, cổ đẹp như tôi vậy đó. Dạ. Phải không? Cũng hơi giống giống đấy chị. Dạ, cũng hơi giống đấy chị. Hơi giống hả? Dạ. Không, Ngọc Lan cũng đẹp mà. Đẹp, bà mối đẹp. Bước qua đây tôi coi mặt nhà gái cái coi. Thì ông qua đi, tự nhiên ông hung dữ với tôi vậy. À, chào em gái. Dạ, anh chào chú. À, mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào nè em gái? Bạn nam, mong muốn bạn nam là cao 1m7. Hơn luôn. Ừ, nhìn. Nhìn hoài không chán luôn. Dạ, biết quan tâm, yêu thương em. Cái này chưa biết ạ. Có biết quan tâm người khác không cưng? Dạ thì cũng quan tâm nhưng mà mình cũng phải học thêm cách để quan tâm thêm ạ. Đó, trả lời câu này tôi chịu nè. Chứ mấy ông là ông nó quan tâm lúc đầu thì nó quan tâm đúng lắm rồi. Nhưng mà khi yêu được rồi, sở hữu được rồi á là coi như vô tâm, không thích đàn ông ở chỗ nào. Bạn đó là
hút thuốc hay là nhậu nhẹt hay là đôi khi cũng hay, không thích bạn đó là hay bài bạc nữa. Mà hỏi coi có cờ hồi bạc nãy nói chè gì không? Hồi nãy nói rồi không có nhậu nhẹt gì á. Cờ bạc có không? Có cờ bạc không? Dạ không ạ. Tết có đánh tiếng lên gì không? Thì dắt gì không? Dạ không ạ. Em trai đi với ai cưng? Dạ thì hôm nay em đi mình ạ. Rồi có anh Quyền Linh. Đó, có không mỗi lần. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em trai. Dạ xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong phim trường. Anh trai này rất là khá là điển trai đó, mà hiền lành dễ thương nữa. Nhưng mà không biết sau này có dễ thương được sau này hay không thôi. Dạ về cái phần mà về hung dữ thì anh đừng có quan tâm về vấn đề đó. Tại vì chị em chỉ hung dữ với mấy đứa em ở trong nhà thôi. Tính tình chị em rất là hiền lành và đặc biệt là quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, từ những công việc nhỏ nhặt cho đến những công việc khác. Thì anh không phải quan tâm về vấn đề gia đình đâu. Thì anh có thể hình dung ra được cái vấn đề là nữ công gia chánh như thế nào, là chị em là con người như thế. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Hiền lành ha, nhu mì, mặt rất là phúc hậu. Mình nói Lan này nè, Lan này. Còn Lan kia cũng dễ thương nha. Đều có hay ăn hiếp ông Mai thôi. Thôi về đi ha. Ừ, đi về rồi mở rào cho mấy đứa nhỏ gặp nhau. Vậy đi nha. Rồi mở rào. Bắt đầu được đó Hoàng. Tiến tới liền. Nè, em có quà. Dạ, dạ em cảm ơn. Em có món quà tặng anh. Em xin. Mở quà ra, đứng đó mở quà ra có gì luôn. Em tặng cái đồng hồ. Trời ơi, ngon. Hy vọng sau này em trân trọng những thời gian có. Đeo đi. Thấy chu đáo chưa? Bữa nào bà mối tặng ông Mai cái đồng hồ, coi chơi cái coi. Quà của anh tặng em là một quyển chuyện cười tiếng Anh, thì để em nghe tiếng Anh để em cười mỗi ngày. Thì với lại kèm thêm con gấu bông. Dạ, cảm ơn ạ. Ủa sao tại em tặng cuốn sách tiếng Anh là sao? Dạ, để nghe tiếng Anh xong rồi cười mỗi ngày ạ. Nghe tiếng trời ơi, chơi chữ đó mọi người. Nghe phải nhấn chữ Anh vô nha. Rồi. Mấy bạn trẻ bây giờ hay lắm. Cảm ơn anh, em có nhận xét gì không em? Dạ, dạ em cũng biết nói gì. Anh thấy tính em có vẻ cũng hơi nhẹ nhàng. Dạ. Cũng hay cười dễ thương. Anh sao, bạn gái trong lý tưởng của anh á, thì em có đạt được cái phần nào không? Có, thì bởi vì trong yêu cầu của anh cũng ghi là bạn gái hay cười, thì anh thấy với lại dễ thương thì em đều đạt được. Trong vấn đề gia đình á, thì anh có cân bằng được bên nội bên ngoại như thế nào? Sau này thì cũng thoải mái về cái bên nhà anh, bởi vì là bên nhà anh thì anh cũng thoải mái, không phải là vấn đề gia trưởng hay này nọ, nên thành ra chúng ta có thể lâu lâu thì khoảng độ 1-2 năm gì đấy thì mình mới cần phải về ngoài Bắc anh để như kiểu ra mắt ông bà bố mẹ. Dạ. Còn lại bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Tại công việc của em ở gần nhà, thì sau này ví dụ như sau này mà có lập gia đình thì anh có đồng ý là về chung gần nhà với em không? Thì anh cũng thoải mái, bởi vì là anh vào đây thì cũng có gì thôi. Dạ. Nên thành ra là anh cũng không về cái gọi là cái ràng buộc về cái vị trí địa lý. Dạ. Ý bạn gái họ có thể ở rể được không? Không thì anh cũng không sao cả, bởi vì trước ấy thì anh cũng cái hồi mà mới vào ấy thì anh ở bên Tân Phú. Dạ. Đấy, nhưng mà sau thì anh khi mà anh làm ở công ty này thì anh cũng chuyển luôn sang bên quận 2 luôn, chứ cũng không có gì phải vướng bận về cái mình chung nơi mình sống cả. Bạn trai thì nhìn rất là phong trần, bởi vì bạn đã có thời gian đi gọi là đi Nga đúng không? Dạ vâng. Đi Nga làm gì Hoàng? Em hồi đó em đi học ạ. Đi học hả? Học mấy năm ở Nga? Em học 5 năm, nhưng mà do cái đợt hồi đấy em cũng sức khỏe em yếu, hồi đấy em có 50 cân. Nên thành ra là cũng hơi yếu, thành ra cũng phải về sớm ạ. À, chứ Nga đẹp quá, mấy cô gái Nga đẹp quá, tưởng đâu lấy vợ Nga rồi. Đúng không? Dạ. Đi qua Nga học rồi có cảm nắng cô nào bảo không? Dạ thì vẫn chưa kịp ạ. Mùa đông Moscow đẹp lắm, cần có hơi ấm phụ nữ chắc cũng quen nhiều lắm đây. Rồi dự định tương lai
Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì ở Nhân Trạch thì qua thì cũng đâu có xa đâu anh. Đúng rồi. Dạ, nên thành ra là em thì cũng cứ làm việc ở công ty. Nên xong còn mình sau một cái thời gian thì mình có thể tính tới về cái tiếp theo kế hoạch sau này ạ. Thật ra thì Nhân Trạch thì cũng gì chuẩn bị bắt cầu cát lái rồi. Nhân Trạch giờ đất nó cũng lên dữ lắm rồi, chuẩn bị có sân bay nữa. Dạ. Thành ra lập nghiệp ở đâu cũng tốt cả. Trong hôn nhân thì em thì tiền thì sẽ do bạn gái giữ, bởi vì em thì em là không phải là thuộc tiếp giữ được tiền. Đấy thì thành ra là cô xài dữ lắm hay sao mà giữ tiền cũng được? Không ạ, thì do là kiểu như là mình cứ thích cái gì đó thì mình mua, mình không nghĩ về toàn kế hoạch ấy chị. Nên thành ra là cũng nên để bạn gái giữ. Nhớ nha, nói câu này nhớ quan nha. Quan điểm rõ ràng, được. Bạn gái giữ thích không? Dạ thích chứ. Trời bác, dạ thích chứ. Cái tính của em thì thường là người ta bảo thì em mới làm. Thành ra khi mà bạn nữ mà cần em, tức là kiểu cần em phụ giúp ấy, thì bạn nữ nói thì em sẵn sàng phụ giúp. Chứ tính em cũng không phải tính không phải chủ động kiếm việc. Dạ. Ừ. Nhưng mà yêu á, dạ, là không phải bạn gái nói yêu mới yêu nha. À dạ. Yêu là phải tự giác, chủ động nha. Dạ. Bây giờ chắc phải cần có chất xúc tác á. Ừ, chứ giờ hỏi không biết đường trả lời đâu. Nắm tay bạn gái đó, nắm tay coi cái nắm, lúc nắm tay nhau vô nó như thế nào, nó con tim mình có rung động không? Em cảm giác em thì bây giờ anh tức ở nhà anh cũng chuẩn bị một bài hát thế. Dạ. Thì anh cũng chế từ lại, thành ra là anh hát thì có gì mà nó không được hay thì em chấp nhận. Vì thế chương trình hôm nay mong em bước cùng với em nhé. Rồi từ đây tình ta đẹp đến mai sau, vun đắp tương lai dạng người, chung sống muôn vàn niềm vui. Thì đấy là cái lời tấm lòng của anh. Thì có gì thì em suy nghĩ. Dạ, đúng rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hình như là có bạn đã bấm rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bấm tay nhau đi nào. Đó. À, bạn trai rất là quyết liệt. Bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Để nói lên trái tim bạn ấy, ánh mắt bạn ấy đã hướng về nhà gái. Chị thấy em còn rung rất là nhiều luôn á. Dạ. Bây giờ thì chương trình sẽ có những món quà gửi tặng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn.